nhận định soi kèo bóng đá Liverpool với Chelsea. 3 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3, vòng 29 ngoại hạng Anh. Cả Liverpool với Chelsea đều đang tồn tại những hạn chế trong khâu tấn công và cuộc đọ sức trực tiếp giữa họ có thể sẽ lại bộc lộ điều này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong một cái nhìn rất nhanh, Chelsea có vẻ sẽ là đội được kỳ vọng cho một màn trình diễn bùng nổ hơn so với Liverpool. Đội bóng đến từ London hiện có 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường và 9 trong số đó đến dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhưng trên thực tế thì những gì diễn ra ở mạch trận ấn tượng kể trên của Chelsea lại cho thấy The Blues đang tiến lên theo phong cách của một chiếc máy ủi, chứ không phải chiếc xe đua công thức 1. Chelsea dưới thời Tuchel có lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Họ cầm bóng áp đảo trước cả những đối thủ lớn như Tottenham, MU hay Atletico Madrid ở Champions League. Song họ lại không biến được việc sở hữu nhiều bóng trở thành tiền đề cho những trận mở gôn. Trong 6 trận thắng dưới thời tân thuyền trưởng người Đức, có đến 5 trận Chelsea chỉ thắng cách biệt một bàn và 3 trong số đó đều chung tỷ số 1-0. Khi Chelsea chưa thực sự là cỗ máy hủy diệt, Tuchel cũng hiểu rằng ông và các học trò cần phải hết sức thận trọng trước Liverpool. Đội bóng đã đánh bại The Blues 2-0 ở lượt đi, đánh bại Chelsea lúc này. Vì thế, lại là bài toán khó nhất, khó hơn cả bài toán làm thế nào để không thua Chelsea. Với Liverpool, đấy càng là nan đề khi hàng công của Jurgen Klopp không còn sắc sảo, không tạo ra bão táp như mùa trước nữa. Với chỉ một mình Mohamed Salah còn giữ được phong độ ghi bàn, Liverpool lúc này đang ghi ít hơn so với chính họ cùng kỳ mùa trước tới 14 bàn thắng. Hệ quả của việc không tạo ra hỏa lực tàn khốc là Liverpool đánh mất rất nhiều sự e sợ nơi các đối thủ, ngay cả những đội nhỏ và rất nhỏ. Burnley chẳng hạn, mùa này còn tự tin tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Alisson để rồi đánh bại Liverpool 1-0, thì những đại gia như Chelsea đương nhiên luôn sẵn sàng đáp trả the cop sòng phẳng. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia thì việc Liverpool mùa này sa sút thực ra không nằm ở chất lượng đi xuống của hàng công. Việc mất siêu trung vệ Virgil van Dijk cả mùa này mới là nguyên nhân cốt lõi. Cả hệ thống được xây dựng với một giao điểm cực kỳ quan trọng mang tên van Dijk đã sụp đổ. Từ chỗ chơi ung dung nhờ hàng phòng ngự chắc chắn, từ chỗ tổ chức tấn công như bão lũ ở hai cánh nhờ bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson được thoải mái dâng cao, giờ Liverpool lúc nào cũng đánh vật với bài toán vá víu các lỗ hổng phòng ngự. Đôi cánh thiên thần của Klopp giờ vừa dâng lên vừa nơm nớp lo bị phản công, chất lượng những quả tạt vì thế đi xuống thê thảm. Từ góc nhìn ấy, có thể thấy rằng rất khó mà kỳ vọng Liverpool sẽ tạo ra thế trận bốc lửa trước một đội bóng sở hữu nhiều tiền vệ giỏi và có những tiền đạo cực nhanh như Chelsea. Cứ nhìn vào cách Chelsea trừng phạt khoảnh khắc lơi lỏng gần như duy nhất của Atletico Madrid tại Champions League mới đây thì rõ, Klopp chắc chắn không muốn Liverpool trở lại với những kết quả thất vọng ngay khi vừa có chiến thắng đầu tiên sau 4 trận liên tiếp toàn thua ở giải ngoại hạng Anh. Với Chelsea, một điểm nếu giành được tại Anfield cũng không tệ. Liverpool là cửa ải khó khăn nhất đối với họ từ nay cho đến lúc chạm trán đội đầu bảng Man City sau đây 7 vòng đấu. Chỉ cần không thua Liverpool để tránh những hệ lụy tiêu cực về tâm lý, đội bóng của Tuchel có thể thoải mái bước lên ở các trận tiếp theo khi chỉ phải chạm trán các đối thủ nhẹ ký. Với chỉ một điểm ít hơn top 4, Chelsea không cần quá vội vàng mạo hiểm khi làm khách của Liverpool đêm nay. Dự đoán kết quả: Liverpool 1-1 Chelsea.